ông già Noel đi vắng, nhờ mình đem đi gửi quà cho mấy đứa nhỏ. Mà trời đất ơi, bởi vì mới thấy ông già Noel cực thiệt là cực luôn á nha. Nặng ơi là nặng, ngứa luôn, mà ngứa trong lại rồi, trời ơi, ngứa quá rồi thôi. Không biết là quý vị có nhận ra tôi bà già Noel lai ông già Noel là ai không ha? Ai cha. Thanh Ngọc xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ai Nhanh Hơn của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý vị, có thấy chương trình của chúng ta ngày hôm nay có cái gì đặc biệt không ha? Nào là có tuyết nè, rơi nè, có ông già tuyết nè, có cây thông, còn có ông già Noel giả dạng nữa nè. À, chương trình chúng ta hôm nay chắc là thú vị lắm đây. Và còn chần chờ gì nữa, hãy cùng gặp gỡ hai người bạn tí hon đáng yêu của chúng ta trong ngày hôm nay nha quý vị. À, đâu mất tiêu rồi. Ôi cha, ủa, hai con lên cùng lúc luôn hả? Đứa nào trước, đứa nào thi trước? Tụi thi đứa nào trước? Bé nào thi trước, tụi thi. Hai, ba, ủa? Rồi, con đưa rồi, con lên cái búa là con bị cái bao, tao cái búa rồi, chút xíu nữa con lên chơi sao nha. Con chào con. Con giới thiệu về con cho mọi người cùng biết rồi, con đứng đây, con đứng bên này, cô nè. Ở con đứng bên này, đúng rồi. Rồi, con giới thiệu về con cho mọi người cùng biết đi. Ôi cha, thằng Nguyễn Cát Lâm. Hôm nay con 4 tuổi, con học lớp sạch sao thủy. Tụi mình đang ngôi sao. Giỏi quá. Trời ơi, tết bà má sĩ. Ồ. À, bên con đây ơi, đi. Con lại đây chơi cô. Cô kéo phụ. Hải tặng nè. Wow. Cát Danh ơi, mình xin chào bạn. Bạn chào mình đi. Chào bạn. Cát Danh ơi, hôm nay đến với chương trình Ai Nhanh Hơn ngày hôm nay, Cát Danh có muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả một cái bài hát gì đó không? Kìa con bướm vàng. Quá dở tay quý vị ơi. Hai ba. Kìa con bướm vàng. Xòe rồi cánh. Bướm bướm bay hai ba vòng. Em ngồi xem. Mùa này em đến rồi đúng không nè, mình phải trang trí cây thông cho thiệt là đẹp. Vậy thì trò chơi của chúng ta ngày hôm nay như thế này đây. Đầu tiên ha, con, cái này là gì vậy con? Không biết không? Dạ, chị tên. Đúng rồi, thì con phải quấn xung quanh cây thông đúng không? Cho nó lấp lánh. Sau khi con quấn cái dây này lên cây thông thì con phải lựa 10 món đồ này. 10 nha con. 10 nha, 10 món đồ mà có cái dây này nè. Có cái dây á. Con mới treo lên cây thông. Rồi, sau đó con sẽ lấy những cái hộp quà này nè, con xếp xung quanh cây thông cho cô Ngọc như nãy vậy đó. Ha con ha. Vậy thì khi mà sau khi mà con xếp xong những cái hộp quà đó thì phần chơi của con kết thúc. Rồi, con sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Rồi, cô đếm 1 2 3 bắt đầu nha. 1 2 3. Ôi, không khí của em thật là nhộn nhịp phải không nào? Và các em bé bé bọn của chúng ta trong nhà mà phụ chúng ta quấn cái thông Noel nè, trang trí cái thông Noel thì còn vui và ấm áp hơn rất là nhiều phải không quý vị? Thấy chưa con? Cùng
sẽ cùng gặp gỡ anh chàng tí hon đáng yêu lúc nãy. Cô xin mời con hãy cùng bước lên đây với cô nào. Cha, dễ thương quá. Con hãy giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết đi. Thôi, con tên là gì? Con tên là gì? Con tên gì? Thịnh Điên. Điên. Con nói lớn lên. Ở trường con tên là gì nè? Điên là tên ở nhà phải không? Còn ở trường con tên gì? Lê Gia Vy. Con mấy tuổi? Con mấy tuổi nè? 4 tuổi. Hôm nay chơi con Ngọc ha. Bây giờ hôm nay con tới đây nè, con có muốn gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả cái gì mà con hay làm, con thích làm? Đọc cây dây leo. Đọc thơ cây dây leo hả? Cây dây leo bẻ tỉ ra, ở trong nhà chạy bò ra, nhà cửa sổ ba nhãn sổ trên trời cát. Hỏi gì ta, ai trả lời cho người trời, cho dễ sợ tắm nắp gió, sợi mưa gà, cây mưa gà, hàng mới tẩy. Xong rồi! Quấn treo cái trái này lên đó, còn 10 trái lận cho con biết đếm không? 1 con lớn 3 4 5 6 7 8 9 10 giỏi quá. Vậy thì con sẽ treo 10 cái món đồ này lên cây thông ha, xong sau đó con sẽ xếp 5 hộp quà này dưới gốc cây thông cho cô Ngọc. Đến lúc đó thì phần thi của con đã hoàn thành. Và bây giờ cô Ngọc sẽ đến 1 2 3, con sẽ bắt đầu công việc của mình nha. 1 2 3, rồi pin treo lên đi con. Con quấn, nhanh lên con. Nhanh lên, con quấn thật cây, quấn thật cái cây. Quấn thật cái cây luôn. Con đừng bóc nữa.
thấy con làm lẹ thiệt là lẹ luôn. Con trai mà khéo tay dữ à nha. Bé Huy của chúng ta rất là giỏi và hoàn thành phần thi của mình trong vòng còn 3 phút 1 giây thôi à. Thôi bây giờ thì Thanh Ngọc xin mời cả hai gia đình hãy cùng bước lên sân khấu. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay thiệt là vui phải không nào? Hai thiên thần nhỏ của chúng ta thật là nhánh nhẹn và đáng yêu. Bé Cát Dân đã về gì? Và con sẽ được thưởng một phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng con. Con nè ơi, con muốn nói gì với Cát Dân đâu nè? Con hay giỏi quá nè. Nó ở nhà phụ ba mẹ con hôm nay một mình tự làm trang trí cây thông luôn. Thiên thần nhỏ đáng yêu, cậu trai tí hơn của chúng ta đã được chọn làm một trong những người bước vào kỳ thi mùa xuân. Bạn La Gia Huy đã về nhất trong ngày hôm nay. Và con sẽ được nhận một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Chúc mừng con. Ba mẹ ơi, ba mẹ có muốn khen ngợi con không? Nói, hôm nay mẹ rất là lo lắng nhưng mà mẹ thấy con rất là giỏi. À, còn bây giờ là phần quà của nhà tài trợ dành cho cả hai gia đình. Cái gì đây? Thầy giáo. Đó, đó là chiếc cúp ai nhanh hơn. Chúc mừng con. Con Ngọc xin cảm ơn là sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là quý vị phụ huynh đã đến đây và cổ vũ cho những thiên thần nhỏ. Xin cảm ơn Hockey đã tài trợ cho chương trình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 19:30 thứ năm cách tuần trên kênh HTV7 nha. Xin chào tạm biệt. Con nghe thử coi con còn cái răng, có răng nào bị số 1 nha cho mọi người coi. Nhà con có phụ giúp gì ba mẹ con không? Phụ giúp gì nè? Dạ, con biết ba mẹ con là phụ mẹ con em. Chương trình mang phong cách mới, sôi động, trẻ trung, hấp dẫn và lôi cuốn. Nào ta cùng hát để khẳng định.